Thì ý mến chào quý khán thính giả của kênh HTD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine, khu vực Trung Đông nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine, khu vực Trung Đông và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Bộ chỉ huy Nga mắc sai lầm, đội quân của tình suy tàn khi cố lao vào thành trì Adipka của Ukraine. Thưa quý vị, dù đẩy mạnh các cuộc tấn công từ nhiều hướng nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Adipka ở miền Đông, nhưng đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa thành công. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga có thể đã mắc sai lầm chiến thuật, khiến cho họ khó có khả năng công phá thành trì này. Sai lầm của Nga tại Adipka Quân đội Nga đã giảm quy mô các cuộc tấn công bằng bộ binh xung quanh thị trấn Adipka thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông Thay vào đó, tăng cường thực hiện các cuộc tấn công trên không và pháo binh nhằm vào khu vực này. Chủ tướng Oleksandr Tarnapsky, tỷ lệ lực lượng tác chiến Trapria của Ukraine cho biết, Nga đã giảm phần nào số lượng các cuộc tấn công bộ binh vào Adypka, nhưng đang tích cực không kích và pháo kích vào cứ điểm của chúng tôi. Theo ông Tarnapsky, trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 25 cuộc không kích và 937 được pháo kích vào thị trấn Adypka. Các cuộc tấn công bằng bộ binh là một phần quan trọng trong chiến lược của Nga nhằm bao vây thị trấn Avdivka kể từ khi Moscow chuyển trọng tâm sang khu vực này vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Nhưng Nga đã phải chịu tổn thất lớn khi có hàng chục nghìn binh sĩ bị thương phong trong các cuộc giao tranh dữ dội. Đánh giá về trận chiến tại Avdivka, Riley Burley, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Nga đang mắc sai lầm về chiến thuật tác chiến xe tăng ở Avdiivka, tương tự như những gì mà Ukraine phải đối mặt trong cuộc phản công hồi tháng 6 năm 2023. Chiến thuật này là triển khai xe tăng theo nhóm lớn, với hy vọng chọc thủng phòng tuyến của đối phương. Sai lầm này đã gây ra tổn thất không nhỏ. Theo ông Drilly trên thực tế, về tấn công các vị trí đã được phòng thủ kỹ lưỡng bằng xe bột thép, luôn gặp nhiều thách thức do cả hai quốc gia đều có những vũ khí mạnh mẽ, khiến xe tăng dễ bị phá hủy. Các đoàn xe tăng và xe bọc thép có thể bị tấn công khi hoạt động ở khu vực bằng phẳng, rộng mở, có rất ít nơi để ẩn nấp và bị máy bay không gửi lái theo dõi liên tục. Nhà phân tích quân sự Sergei Brasky của Ukraine nhận định, nếu Nga thành công trong việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn này, thì đây sẽ là thắng lợi chiến lược và có ý nghĩa quan trọng. Điều đó sẽ cho phép Moscow mở rộng đáng kể các hoạt động hậu cần, ngăn chặn Ukraine thực hiện những hành động nguy hiểm, chống lại các vị trí của Nga ở thành phố Donetsk và mở đường cho Moscow tới Kosti Antinipka, một thành trì khá quan trọng. Hiện, Nga đang nỗ lực siết chặt phong phây đối với Avdivka sau khi giành quyền kiểm soát khu công nghiệp phía Nam, cho phép Moscow tiếp tục chiến đấu trong khu vực gần đó. Tuy nhiên, các đơn vị tấn công của nước này rất khó giành được chỗ đứng dưới hỏa lực của Ukraine. Kiev đã cố gắng đáp trả bằng pháo binh để ngăn chặn bước tiến của Nga và hoạt động đổ bộ của các nhóm tấn công của đôi phương. Trung sĩ Alexander của Ukraine cho biết, tình hình rất khó khăn nhưng họ vẫn tiếp tục trấn giữ phòng tuyến và ngăn Nga tiến thêm Viện nghiên cứu chiến tranh của trụ sở tại Mỹ cho rằng, những bước tiến của Nga gần làng Stepov hiện vẫn nằm trong vùng xám. Trọng tâm của cuộc tấn công đã chuyển sang phía Bắc, nơi họ đang cố gắng tiếp cận Berdychi. Việc phòng thủ Adipka cho phép quân đội của Ukraine trấn giữ hàng chục km tiền tuyến và khiến quân đội của Nga ở Donetsk luôn phải cảnh giác. Tuy vậy, tuyên bố gần đây của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Jagdani về việc quân đội của Ukraine có thể rời khỏi thị trấn Adipka trong vòng 2 cho đến 3 tháng cho thấy tình hình còn nhiều thách thức. Ba mục tiêu của Ukraine Đánh giá về các cuộc giao tranh tại Arduka, nhà phân tích Vladislav Selenov của Ukraine cho biết, dù việc bảo vệ Arduka còn nhiều thách thức, nhưng điều này cho phép họ giải quyết ít nhất 3 nhiệm vụ. Hầu như không ai dám đưa ra dự báo trung hạn về việc trấn giữ Arduka. vì có quá nhiều ẩn số sẽ ảnh hưởng đến diễn biến của các sự kiện đối phương đã dừng tấn công các vị trí của Ukraine ở phía Nam. Thay vào đó, hoạt động tích cực hơn ở phía Bắc thị trấn. Nhờ có lợi thế về nhân lực, Nga đã đẩy lùi được chúng tôi, nhưng họ vẫn chưa thể tiến vào đó hoàn toàn, bởi vì pháo binh của chúng tôi đang hoạt động rất hiệu quả. Còn chuyên gia quân sự Oleksandr Moschenko cho rằng, vì phòng thủ tại Avdivka đã đạt được 3 mục tiêu quan trọng. Đầu tiên là làm giảm nhân sự và khả năng tấn công của quân đội Nga khiến họ không thể đạt được thành công về mặt chiến lược và hoạt động. Thứ hai, nỗ lực của Ukraine đã thu hút được lực lượng dự bị của Nga, ngăn cản họ tiến quân trên mặt trận rộng lớn ở phía đông. Cuối cùng, nỗ lực bảo vệ thị trấn khiến Ukraine không phải tái triển khai các lực lượng lớn từ phía nam tới phía đông, chẳng hạn như lực lượng đang trấn giữ đầu cầu đổ bộ ở Rienki, tá ngạn Sinh. Ông Mô, là người đứng đầu cơ quan tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Estonia lưu ý, việc giữ vững Avdivka sẽ không làm sụp đổ mặt trận. Theo ông, cô đội Nga chỉ có khả năng chiếm các khu định cư nhỏ và khó có thể chiếm được các khu vực rộng lớn của vùng Donetsk trong thời gian ngắn. Điều quan trọng hiện nay là cần phải cung cấp cho các đơn vị Ukraine tại Avdivka những loại vũ khí và đạn dược cần thiết. Nhà phân tích Vladislav Selesnov nhấn mạnh, nếu Ukraine có đủ vũ khí để bảo vệ Donetsk, Nga sẽ có rất ít cơ hội chiếm thị trấn này. Các cuộc tấn công Avdivka đã diễn ra trong suốt 3 tháng qua, nhưng kết quả mà Moscow nhận được vẫn rất khiêm tốn. Vẫn không có bất cứ dấu hiệu gì để suy đoán liệu Avdivka có bị rơi vào tay Nga hay không. Quân Nga quá sợ hãi khi thấy thiết giáp Bradley M2, vũ khí của Mỹ giúp Ukraine đứng vững tại Adipka. Kutch, một chỉ huy người Ukraine của lữ đoàn cơ giới số 47 của nước này, người đi theo lời kêu gọi của ông, cho biết những người lính Nga ngồi trong xe tăng và xe chiến đấu bộ binh IVF của Moscow sợ tiến hành các hoạt động khi họ biết rằng một chiếc Bradley sẽ chống lại họ. Kutch tỏ ra kiên quyết những chiếc Bradley do Mỹ cung cấp đã cứu mạng người Ukraine dọc theo những khu vực nóng nhất của chiến tuyến, chống lại quân đội và xe bọc thép của Nga. M2 Bradley chắc chắn đã hoạt động trở lại vào tháng 6 năm 2023. Một trong những phương tiện chiến đấu bộ binh chỉ do lữ đoàn 47 vận hành đã bị trúng đạn trực tiếp từ tên lửa Grad của Nga. Chỉ mọi thành viên phi hành đoàn trên thiết vận xa của Mỹ bị trúng đạn mới sống sót. Hanna Malia, cựu thứ trưởng quốc phòng Ukraine, cho biết vào thời điểm đó, nó nhanh chóng được kéo đi sửa chữa và vụ việc cho thấy khả năng sống sót chiến đấu vượt trội của chiếc xe này. Cho đến nay, Mỹ đã gửi 186 chiếc IFV Bradley tới Ukraine, cùng với 4 đội hỗ trợ hỏa lực Bradley. Ukraine có thể đã sử dụng từ 100 đến 120 chiếc trong các hoạt động, số còn lại được sử dụng cho các bộ phận hoặc huấn luyện và hoán đổi khi một chiếc Bradley được đưa ra ngoài. Kach nói với Newsquid rằng nó nhanh, rất cơ động và che chắn cho binh lính của mình bằng lớp giáp dày. Nhưng nó cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc nhờ khẩu súng máy mạnh mẽ. Các chuyên gia phương Tây đồng ý. Daniel Grace, kêu cố vấn đặc biệt của chiến huy trưởng Ukraine, tướng Valery Salosny cho biết thiết giáp M2 Bradley đang khẳng định danh tiếng lâu đời của mình như một phương tiện chiến đấu bộ binh vượt trội. Ông nói thêm rằng, sự sống còn của binh lính bộ binh là trọng tâm của thiết kế. S. Adnan, một nhà nghiên cứu tại Grosjean, có trụ sở tại London, cho biết thêm, chúng đã tạo ra sự khác biệt thực sự trên tiền tuyến và tất cả đều được sử dụng hiệu quả cùng nhau bởi lữ đoàn 47 hiện đang được triển khai xung quanh thị trấn Abjibka đang bị bao vây. Thay vì rải rác khắp các lữ đoàn khác nhau, Viện nghiên cứu United Service Institute Ukraine đã sở hữu những chiếc Bradley được chưa đầy một năm và lần đầu tiên sử dụng chúng vào hoạt động vào mùa hè năm 2023. Các đoàn phim, đặc biệt là về lữ đoàn 47 và những chiếc Bradley của họ, đã lan truyền trên mạng xã hội trong những tháng gần đây như một minh chứng cho sự thành công của Kiev với sự cung cấp viện trợ của phương Tây. Ông Grice nói với Nesquik, tốc độ khả năng sát thương và khả năng sống sót của nó đều vượt trội so với xe bộ binh của Nga. Đây là những ưu điểm nổi bật của Bradley. Ngay cả khi bị trúng đạn, tổ lái vẫn có cơ hội sống sót cao và quân Ukraine có thể di chuyển rất dễ dàng trên xe. Đồng thời, sở hữu hỏa lực đáng nể của pháo 25 ly, súng máy đồng trục 7,62 ly cộng với hai ống phóng tên lửa chống tăng TOW. Ông Christ cho biết súng máy hạng nặng 25 ly đang xé toạc các đoàn xe bọc thép của Nga, đồng thời cho biết thêm vũ khí chống tăng dẫn đường TOW đang giúp Ukraine tăng tầm bắn chống lại xe bọc thép. Trong khi đó, chuyên gia Anand nói với Newsweek rằng đây là một thiết bị có giá trị rất cao, được ca ngợi nhiều khi Ukraine ca ngợi hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã đánh bật tên lửa siêu thanh của Nga khỏi bầu trời Kiev. Ông nói thêm rằng nó đã được chứng minh là có khả năng đối đầu với một số sa tăng tốt nhất của Nga, ngay cả khi một chiếc Bradley đối đầu với sa tăng chiến đấu chủ lực gặp phải những rủi ro thật sự. Ông Anon lập luận rằng Bradley đang góp công lớn với những tổn thất đáng kinh ngạc của Nga xung quanh Aptivka. Sư đoàn 47 đang chiến đấu trên khu vực này có tiền tuyến cố gắng ngăn chặn cuộc bao vây ngày càng gia tăng của Moscow đối với thị trấn phía bắc thành phố Donetsk. Điện Kremlin đã phát động cuộc tấn công dữ dội vào Adipka vào đầu tháng 10 và những bước tiến của nó đủ khiến cho Kiev lo lắng đáng kể. Nhưng Moscow đã phải trả gia đắc về thương vong và tổn thất xe bọc thép. Sư đoàn Bradley không phải là không bị tổn thương, một số ban đầu bị pháo binh Nga tiêu diệt trên địa hình trống trải, nhưng Ukraine đã nhanh chóng thích nghi, sử dụng chúng nhanh nhẹn hơn và tận dụng chỗ ẩn nấp tự nhiên, ông Ano nói. Hiện chưa rõ Ukraine còn lại bao nhiêu thiết giáp loại này. Theo nguồn mở của Hà Lan, Oris, tổng cộng có 63 chiếc đã bị phá hủy, hư hỏng, bị bỏ rơi hoặc bị Nga bắt giữ. Nhưng nhiều trong số này sẽ được kéo lại để sửa chữa và thậm chí có thể hoạt động trở lại. Và số liệu của Oris chỉ bao gồm những thiệt hại đã được xác minh bằng trực quan trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 cho đến đầu tháng 10 năm 2023. Chuyên gia Arno nói, không chỉ Bradley tạo ra sự khác biệt với liệu đoàn 47, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhưng dù sao thì xe Bradley chắc chắn rất giỏi trước quân Nga khi nó nằm trong tay quân đội Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.